Xin chào các bạn, mình là Moon đến từ tiếng Anh Moon ESL. Đã bao giờ bạn ở trong một tình huống bạn đang nói chuyện với cả một người nước ngoài mà người nước ngoài đó dường như không hiểu những gì bạn đang nói? Nếu bạn đã ở tình huống trên thì khóa học Speak Like Americans của Moon ESL chính là khóa học dành cho bạn. Khóa học Speak Like Americans tại Moon ESL là khóa học đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội hiện nay đào tạo chuyên sâu về Anh Mỹ. Khóa học này có gì đặc biệt? Khác với những khóa học phát âm thông thường tại Hà Nội, khóa học Speak Like Americans tập trung chuyên sâu không chỉ về âm Anh Mỹ mà còn về giai điệu và ngữ điệu của lời nói. Bên cạnh đó, 100% học viên tại Moon ESL đều khẳng định khả năng nghe tiến bộ rõ rệt sau khóa học này. Khi các bạn phải nghe những từ có thể các bạn không biết nghĩa của nó, nhưng các bạn vẫn có thể viết được chính xác những từ đó. Ví dụ khi mình nói những từ như thế này: shark, sack, shack. Các bạn có thể nghe và viết lại chính xác những từ trên. Hãy thử và trải nghiệm sự khác biệt của khóa học Speak Like Americans tại Moon ESL. Cảm ơn các bạn.